Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao JBL Hoàng Mai. Tiếp tục ngày hôm nay lại review tiếp tục đó là 715 Made in Mexico. Và tình trạng xuất sắc luôn. Và em Cao cũng đã chia sẻ với tất cả các bác rằng với cái nội thất này thì em Cao chấp cả loa mới. Tại sao em Cao nói thế? Em Cao đã bán rồi. Loa mới là hàng tồn kho và ở trong đôi khi nội thất còn không được sáng bóng như những dòng này em Cao nhập được về. Ok, xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ đi vào chi tiết của nội thất 715 mới như thế nào mà em Cao dám phát biểu liều như vậy các bác nhá. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào chiếc bát 2265HBL và sáng choang luôn các bác nhá. Ok chưa? Đó, như mới luôn. Đó. Và đây các bác hãy nhìn sản phẩm. Các bác hãy soi kỹ để các bác thấy được độ mới của sản phẩm như thế nào mà em Cao lại nói như vậy. Đó. Cực mới luôn. Và đây ngay lúc này, nếu như bác nào muốn những cái dòng 715 này thì các bác cũng phải nhanh tay. Những cái dòng 715 thì em phải khẳng định với các bác rằng nếu như ai chơi JBL thì phải nói rằng quá biết về cái dòng này, nó đẹp như thế nào các bác nhá. Nó hay như thế nào. Ok, sorry các bác. Đó, em quay rất chi tiết để cho tất cả các bác. Đó, đẹp đến mấy thì em Cao cũng vẫn cứ là mở nội thất. Các bác hãy nhìn, xanh biếc luôn. Đó. Và đây, xin mời tất cả các bác cùng theo dõi. Phân thân. Lúc nào em Cao cũng cực kỳ chăm chú đến phần nội thất. Đáng giá trị nhất của đôi loa vẫn là nội thất, còn ngoại thất chỉ là một phần các bác nhá. Các bác hãy nhìn côn tép và 7 màu toàn bộ dưới trên. Tại sao em Cao lại nói như vậy? Đôi khi những cái đôi thùng xốp trước đây em Cao về thì còn nốm đốm cơ, chứ không được xuất sắc như thế này. Thì em Cao cho rằng cái nội thất này nó cực kỳ mới luôn. Em quay rất sát nha các bác nha. Các bác nhìn. Đó. Cực kỳ chi tiết. Đó. Và vừa rồi thì anh em người Hải Phòng cũng đã chốt bên em Cao. Đó là một cặp 715 thì em Cao cũng đã dán tem. Cặp nào đi đứt cặp đấy các bác nhá. Cặp nào đi đứt cặp đấy luôn. Tiếp đó chiếc thứ hai các bác cũng nhìn. Nó choang 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 luôn và bóng nhoáng luôn. Đây là những cặp mà chúng ta cực kỳ muốn sở hữu, cũng như là các bác đi mua đồ bãi như này thì các bác chỉ có kém là cái thùng xốp thôi. Các bác hãy nhìn sáng choang, không để bảo em Cao nói sai các bác nhá. Đó. Đây, các bác nhìn cận cảnh em Cao quay cực kỳ chi tiết phần nội thất, còn ngoại thất chúng ta có thể đơn giản hơn một chút. Các bác nhìn sáng. Đó. Không phải suy nghĩ một tí nào. Đấy. Ok chưa ạ? Nó cũng chỉ có vậy thôi. Nó chỉ có vậy thôi. Cho nên chúng ta một cặp loa chúng ta chỉ cần như thế là quá đủ cho một cặp loa xuất sắc về phần nội thất. Và bao mới, nội thất có thể còn hơn cả thùng xốp, không nói quá một tí nào các bác nhá. Đó. Ê, càng mướt mượt mượt luôn. Ok, sau đây em xin ráp lại và test hàng. Bác nào quan tâm cái sản phẩm này thì đôi nào đứt đôi đấy, em Cao sẽ lên clip từng đôi một. Vì mình
Ok, vừa rồi các bác được nghe tiếng của SRX715. Tuy rằng là model series 7 nhưng mà được ưa chuộng. Rất nhiều các bác ưa chuộng dòng JBL series 7. Thứ nhất về dáng dấp, thứ hai độ ngọt ngào tinh tế, toàn bộ full neo luôn các bác nhá. Đó là những cái gì mà các bác vừa được nghe chi tiết của sản phẩm SRX715. Trên đó là những cặp 715 mà em cũng đã đóng dấu để gửi tới anh em Hải Phòng và cọc rồi. Tiếp tục lên cặp nào thì em rõ ràng cặp đấy, để bác nào quan tâm thì alo em cao. Lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và tại sao nó lại là nội thất còn đẹp hơn cả thùng xốp là như vậy các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em cao. Đừng quên